Như đã biết kem chống nắng chính là cứu tinh của làn da bạn, giúp da được bảo vệ một cách tối ưu dưới những tác động của ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, xịt chống nắng cũng là sản phẩm được ưa chuộng, đặc biệt là xịt chống nắng La Roche Posay đang rất hot trên thị trường trong thời gian qua. Vậy hãy cùng shop mình đi tìm hiểu kỹ hơn về chất lượng của xịt chống nắng La Roche Posay trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Xịt chống nắng La Roche-Posay, là sản phẩm được rất nhiều người chị em săn đón và lựa chọn với những thiết kế đơn giản dễ dùng và nhỏ gọn. Ngoài ra, kem chống nắng dạng xịt La Roche Posay còn gây ấn tượng rất mạnh mẽ với người dùng cùng với bảng thành phần an toàn và lành tính như là thành phần Homo Salate. Đây là một thành phần có tác dụng bảo vệ làn da khỏi tia UVB, đồng thời hoàn toàn không chứa những chất có hại cho da, giúp cho da không bị kích ứng trong quá trình sử dụng và bạn có thể sử dụng cho mọi làn da khác nhau. Xịt chống nắng La Roche Posay còn gây chú ý với các chị em bằng các công dụng vô cùng tuyệt vời như là khả năng thẩm thấu nhanh, cũng như không bị động giọt, điều này giúp mang lại cảm giác khô thoáng cho làn da và bạn hoàn toàn có thể xịt lại sau lớp trang điểm, vì bởi em này có thiết kế ở dạng phun sương mịn nên rất phù hợp các chị em bận bịu nhé. Mặt khác sản phẩm xịt chống nắng La Roche Posay này còn có khả năng bảo vệ da rất tối ưu nhờ vào chỉ số chống nắng của sản phẩm rất cao. Bên cạnh đó, sản phẩm còn xịt chống nắng La Roche Posay có tác dụng giúp da bạn ít tiết dầu hơn và trở nên khô thoáng hơn. Do có hương thơm khá nhẹ nên sẽ không gây khó chịu cho bạn khi sử dụng. Đây được xem là sản phẩm chống nắng rất đáng để bạn trải nghiệm và cũng là lý do tại sao mà các chị em nên mua em xịt chống nắng La Roche Posay để dùng nhé. Kem chống nắng La Roche Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.